Hello anh em. Giờ dính hai con này. Hai con khú bụi đầu đỏ nha. Một cặp. Này về tập rồi thả tập ăn cám rồi thả vi là đẹp hết ý luôn. Bảy này là còn nguyên lông luôn nha. Rồi mình cảm ơn anh em đã xem clip của mình. Thì anh em thấy hay á, cho mình một lượt đăng ký kênh và nhấn like video này nha. Rồi mình cảm ơn anh em. Hẹn anh em ở video tiếp theo. Bây giờ mình đem về nhà rồi nè. Giờ mình bắt đầu mình trộn sâu với cám cho nó ăn. Sâu với cám mình trộn như kiểu gì nè. Cho ăn khoảng 5 ngày là nó bắt đầu quen với cám rồi. Rồi sau đó cho nó ăn cám bột. Rồi giờ muốn cho nó ăn cám viên á thì mình trộn cám bột với cám viên vô. Con này thấy lạ quá. Mắt nó giống bị bệnh. Mình thả nó vô. Khờ rồi. Cặp này mà thả AV là đẹp cực kỳ luôn nha.